Đừng phải chỉ là cờ Nhật đâu. Không có yêu nước lúc nào. Mày thấy cái cờ Nhật này ở trước là mày. Trước luôn đó. Từ anh, từ thôi vô mở ra bắt ai Khanh hả? Sau cái sự kiện Hội đồng Hương Quảng Ninh cúng dường cái hệ thống điện năng lượng mặt trời thì anh cảm thấy ngôi chùa hôm nay có gì thay đổi không? À, cũng 5 năm rồi quay lại thì thấy chùa nó cũng như cách đây 5 năm, không có gì thay đổi kể. Nói chung là chùa cũng có nhiều điều kiện thiếu thốn. Thì cũng mong là các mạnh thường quân ở tại địa phương này cũng như phương xe có những cái thăm hỏi chùa, có những cái công việc hoàn pháp cho nó tốt. Cách đây 5 năm Hội đồng Hương Vạn Ninh lắp đặt cái công trình này do các mạnh thường quân tài trợ. Quốc nhìn em sao giống Lâm Chí Khanh chứ hả? Giống cái rồi mặt điện lên coi. Ừ. Quá ngon luôn ha. Mấy cháu ra tắt điện thì cô cháu nghe bên đó thì cũng cúng điện gì cũng đầy đủ, mấy cháu cũng làm tắt điện rồi xong hết rồi. Giờ cũng có gì thầy cũng biết ơn cháu nghe bên đó với mấy chú bên đây, mấy cháu bên đây hết.
Thì mình thấy mình